Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình tư vấn phong thủy trên kênh Phong Thủy Thế Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái tuổi làm nhà năm 2022 nhâm dần cho tuổi 1000 những người sinh năm 1944, tức là năm Giáp Thân. Thì nội dung của video này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị biết được những cái ý chính như sau. Cái đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho quý vị biết là gì? Cái tuổi Giáp Thân này này, cái năm 2022 năm nhâm dần thì có xây được nhà hay không? Cái thứ hai là gì? Nếu mà không xây được ấy, nội dung thứ hai là gì? Nếu không xây được ấy, thì mượn tuổi nào để xây? Cái nội dung thứ ba là gì? Những cái hướng nào tốt, hướng nào xấu với những người tuổi Giáp Thân này? Đấy. Và cách hóa giải như thế nào? Cái thứ tư là gì? Tôi sẽ cho quý vị biết được cái tháng xây nhà tốt nhất, đấy, tháng xây nhà tốt nhất với tuổi Giáp Thân tốt cho từng hướng một, đấy, là như thế nào? Và cuối cùng gì? Tôi sẽ cho quý vị và các bạn biết là gì, cách chọn được hướng cổng, hướng cửa, hướng bếp, hướng ban thờ, cũng như là vị trí đặt phòng ngủ, đặt bếp mà để ở những vị trí nào để được tài lộc và may mắn nhất cho ngôi nhà. Đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét về những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Thì với những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944, năm 2022 nhâm dần là đi 79 tuổi. Vì là 79 tuổi đâm ra là gì? Những người này sẽ không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc và cũng không bị phạm chỉ bị phạm tam tai thôi. Thì bị phạm tam tai là một trong yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc xây nhà của quý vị. Đâm ra quý vị gì cũng cần phải mượn tuổi động thổ, mượn tuổi khác để động thổ cho được may mắn bình an. Thì cái tuổi động thổ tôi sẽ chia sẻ với quý vị là mượn tuổi nào, đúng không ạ? Thì trong năm với tuổi Giáp Thân ấy, trong năm 2022 nhâm dần thì có khoảng 10 tuổi là không bị phạm kim lâu hoang ốc tam tai và có thể động thổ được. Thì quý vị có thể chọn những tuổi sau này. Một là những người sinh năm 1955 Ất Mùi. Trước tiên là cái tuổi động thổ ấy, thì thứ nhất là gì, nó không bị phạm với cái hướng nhà. Thứ hai là gì, không bị xung sát với tuổi, với tuổi của gia chủ. Nên là quý vị có thể chọn gì, những người tuổi 1955 Ất Mùi, đúng không ạ? Vì giáp mộ canh Nhâm Dương, những người tuổi Ất Mùi thì lại là quý nhân của tuổi Giáp Thân, chúng ta hoàn toàn chọn được. Thứ hai là gì? Những người tuổi gì? Quý Tỵ. Quý Tỵ sinh năm 1953, 1953. Đấy thì cũng có thể động thổ được. Đúng không? Ngoài ra có tuổi Giáp Dần với lại Nhâm Dần thì đó là hai tuổi mà là lộc nhưng mà nó bị phạm vào gì, xung với tuổi Giáp Thân, nên là chúng ta không chọn được. Chi nếu mà tốt nhất thì quý vị có thể chọn được tuổi này hoặc là gì? Tuổi tuổi Tân Tỵ là sinh năm gì? 2001. Đó. Đó là ba tuổi tốt tốt. Nếu mà trong trường hợp không chọn được thì quý vị cũng có thể chọn thêm tuổi gì? Ất Tỵ là những người sinh năm 1965. Đó thì cũng có thể được. Như vậy chúng ta có 4 tuổi chúng ta có thể mượn được làm nhà: 1955, 1953, 2001 và 1965. Thì đây là những tuổi tốt nhất hợp với gia chủ. Còn nếu mà quý vị mà không chọn được những tuổi này thì có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Tuệ Khanh để được tư vấn trực tiếp và chọn những tuổi khác cát lành hơn. Đó là việc mượn tuổi nào động thổ. Thì tôi tổng kết lại nhé, có 3 tuổi: 1955 là những người sinh năm Ất Mùi, 1953 những người sinh năm Quý Tỵ, 2001 là những người sinh năm Tân Tỵ, đúng không? Và 1965 là những người sinh năm Ất Tỵ. Đó, đó là những tuổi mà quý vị, những người sinh năm 1944 nên mượn tuổi để động thổ. Cái nội dung tiếp theo là gì? Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị biết là gì? Với người tuổi Giáp Thân này thì ở những hướng nhà nào tốt và hướng nhà nào xấu, cách hóa giải như nào? Thì với những người tuổi Giáp Thân là thuộc cung khôn là ở hướng Tây Nam, nó thuộc mệnh trạch là Tây Tứ Mệnh, đúng không ạ? Đâm ra quý vị tốt với những hướng sau: đầu tiên là hướng Tây, thứ hai là Tây Nam, thứ ba là Tây Bắc và thứ tư là hướng Đông Bắc. Đó là những hướng tốt với quý vị. Còn những hướng xấu là hướng Đông Nam, hướng Nam và hướng Bắc. Đấy. Thì với những người tuổi Giáp Thân ấy, nếu mà ở hướng Bắc thì bị vào tuyệt mệnh, đúng không ạ? Hướng Đông thì bị vào hỏa hại, hướng Nam phạm vào lục sát và hướng Đông Nam phạm vào ngũ quỷ. Thì với những cái nhà hướng xấu này này, với nhà hướng xấu này thì quý vị có thể treo một cái gương bắt quái tinh cầu. Cái gương bắt quái tinh cầu là một gỗ đào và ở giữa nó có một cái tinh cầu và nó sử dụng cái quẻ tiên thiên bắt quái. Cái gương này là gương tiên thiên nhé. Đấy, để đẩy các khí xấu, đẩy các sát khí và sử dụng cái bát quái để hóa giải những cái để hóa giải cái sát khí do cái hướng xấu mà mang lại cho gia đình, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì để sau khi hóa giải được cái hướng xấu rồi ấy, đúng không ạ? Thì quý vị muốn chiêu tài lộc
đúng không? Thì bao giờ cũng thế đúng không? Nếu mà muốn chiêu tài lộc thì chúng ta phải hóa giải những xung sát đi đã. Sau khi hóa giải được xung sát thì chúng ta bắt đầu chiêu tài. Chiêu tài bằng cách quý vị sử dụng cái mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý treo trước cửa nhà đấy, để làm gì? Để chiêu cái tài lộc may mắn vào cho mình. Cái mai hoa phú quý được sử dụng bằng 5 đồng tiền mai hoa. Trên đồng tiền đấy thì mỗi đồng tiền thì có khắc mặt chữ thì là chữ mệnh thọ phú quý trường. Còn mặt sau thì là những cái hình kim nguyên bảo. Đấy. Hình con hươu, hình chim khách rơi đó, thứ nhất là để vừa có tác dụng trấn sát, thứ hai vừa có tác dụng chiêu tài. Đơn ra ấy, nếu mà những người mà phạm những hướng này thì chúng ta có thể sử dụng một cái hương và thêm cái mai hoa phú quý để chiêu tài. Thứ ba là gì? Với nhà những hướng đây là hướng xấu đúng không ạ? Còn hướng tốt với những người sinh năm 1944 tuổi Giáp Thân ấy thì là những hướng nào? Ta có những hướng tốt ở hướng sau này. Ở hướng Tây ấy, thì được là thiên y, nó tốt về sức khỏe. Đấy. Hướng Tây Nam thì được phục vị. Đấy, hay phúc đức ấy. À, được phục vị. Hướng Tây Nam thì được phục vị. Hướng Tây Bắc, nếu mà ở hướng Tây Bắc thì được diên hiên đúng không? Và hướng Đông Bắc thì được sinh khí. Đó, đó là những cái thông tin về hướng tốt, hướng xấu mà tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn trong cái video này. Nội dung tiếp theo thì tôi chia sẻ cho quý vị một nội dung nữa. Đó là gì? Các nhà này ấy, thì hướng nào xây tốt, hướng nào không xây được, đúng không? Đây, tôi có sẵn một cái đồ hình đây. Với những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 ấy, thì đầu tiên là gì? Tuổi xây được hay không, đúng không? Sau ta chọn hướng đất. Hướng đất có bị phạm vào xung sát hay không? Nếu không phạm xung sát thì chúng ta hoàn toàn có thể xây được. Còn những hướng nào phạm thì chúng ta sẽ không nên xây. Và năm 2022 Nhâm Dần thì có bốn cái cung xấu là không xây được. Đó là gì ạ? Thứ nhất là cái hướng hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc có cái Sơn Dần này. Sơn Dần có tọa độ từ 52,5 đến 67,5 độ. Đây, 52,5 đến 67,5 độ. Thì nó bị phạm vào gì? Cái hướng của nó ấy, năm nay là năm Dần đúng không ạ? Dần thì hướng vào Thái Tuế, bị phạm vào Thái Tuế. Và cái tọa của nó ấy, năm nay Thân và Dậu thì bị phạm vào Mậu Kỷ Đố Thiên, Mậu Thân Kỷ Dậu đúng không ạ? Bị phạm Mậu Kỷ Đố Thiên. Như vậy những nhà mà tọa Thân hướng Dần có tọa độ từ 52,5 độ đến 67,5 độ thì bị phạm vào gì? Phạm vào Mậu Kỷ Đố Thiên và Thái Tuế. Đâm ra là gì? Cái hướng Dần này này thì không nên xây. Đấy, quý vị không xây. Thứ hai là gì? Cái hướng Ngọ này. Hướng Ngọ tức là thuộc hướng Nam ấy, nó có tọa độ từ 172,5 độ, nó có tọa độ từ 172,5 độ đến 187,5 độ, 172,5 độ đến 187,5 độ. Thì tọa nó phạm vào tam sát. Đấy. Tam sát tại Bắc năm nay là không làm. Đấy, làm là thứ hai. Thứ ba là gì? Những nhà hướng Tây Nam là tọa Thân, tọa Dần hướng Thân thì hướng bị phạm vào Mậu Kỷ, hướng bị phạm vào Mậu Kỷ đúng không ạ? Lại thêm tọa lại tọa vào Thái Tuế, hướng lại hướng Tuế phá nữa, đâm ra là cái hướng Thân này cũng không nên xây. Đấy. Tiếp theo là gì? Cái Sơn Dậu là phương chính tây ấy. Chính tây là Sơn Dậu thì tọa vào Tam Bích và hướng vào Thất Xích, hơn nữa lại bị phạm vào Bạch Hổ và Kim Thần Thất Sát, đâm ra chúng ta cũng không thể xây được. Đấy. Ngoài ra những hướng khác thì chúng ta sẽ xây vào những thời điểm như sau. Đầu tiên là với hướng Bắc. Hướng Bắc nhé, hướng Bắc này này thì chúng ta có thể xây vào cái tháng thứ nhất là gì? Với cái Sân Nhâm ấy, thì chúng ta có thể xây vào tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 5 này, tháng 6 này đúng không? Sân Tý thì chúng ta có thể xây vào tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 6 này. Và Sân Quý thì chúng ta xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Đó. Đó là với hướng Bắc. Những nhà nào mà có hướng Nam ấy, à hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc thì có hai ba sơn này thì chúng ta đều có thể xây được. Hướng Đông Bắc gồm có Sơn Xỉu và Sơn Cấn đúng không ạ? Sơn Dần Phạm Thái Tuế chúng ta không xây rồi. Còn Sơn Xỉu và Sơn Cấn thì chúng ta sẽ xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11. Tháng 4 này, tháng 5 này, tháng 6 này, tháng 11 này. Đó là cho cả hai sơn này nhá. Sơn Xỉu và Sơn Cấn có tọa độ từ 20 22,5 độ đến đến 50 52,5 độ thì chúng ta có thể xây vào tháng 4, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11. Tiếp theo là hướng Đông là Sơn Mão đúng không ạ? Hướng Đông này chúng ta có thể xây vào 3 tháng. Đó là tháng 3, tháng 6 và tháng 12 với hướng Đông. Tiếp nữa là gì? Hướng Đông Nam. Đông Nam thì chúng ta có thể xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 11 và tháng 12. Tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 11 này, tháng 12 này. Cho tất cả các sơn này, đấy, cho cả ba sơn này.
Đó. Còn với hướng nam thì có sân ngọ là bị phạm vào tọa tọa tam sát chúng ta không xây. Nếu mà xây thì sân bính chỉ có thể xây sân bính và sân đinh. Sân bính và sân đinh đều có thể xây vào tháng 4 và tháng 6. Xây vào tháng 4 và tháng 6 được. Đó. Tiếp đến là hướng tây nam. Hướng tây nam ấy thì cái tọa thân những nhà hướng thân đấy, tọa dần hướng thân ấy, thì cũng không xây được. Những nhà tọa mùi những nhà hướng mùi và hướng khôn, tức là hướng tây nam ấy, có tọa độ từ 202,5 độ đến 232,5 độ đây, thì chúng ta có thể xây được vào tây nam đúng không? Tây nam chúng ta có thể xây được vào những nhà tọa mùi này. Sân mùi thì chúng ta chỉ có thể xây vào tháng 5 này và tháng 6, và sân khôn thì chúng ta sẽ xây vào tháng 5 này, 6 này, 11 này, 12 được. Đấy. Còn sân thân thì chúng ta không xây vì là bị tọa vào tuế phá, tọa vào thái tuế, hướng này là tuế phá. Đâm ra lại lại bị phạm hướng mộc quỷ đấu thiên nữa, chúng ta không xây được. Những nhà hướng tây có ba sân là canh dậu tân, thì với sân canh chúng ta xây vào tháng 2 và tháng 8. Dậu thì bị phạm vào gì? Tọa tam bích và hướng là hướng thất xích thì chúng ta không xây. Và cái tọa hướng tân cũng thế, chúng ta xây vào tháng 2 và tháng 8. Tháng 8 âm lịch nhé, tất cả các tháng đây là đều tháng âm lịch hết quý vị nhé. Tiếp theo là cung càn là Tây Bắc. Tây Bắc thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Với Sơn Tuất, đúng không ạ? Sơn Tuất chúng ta có thể xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. 2 này, 3 này, 7 này, 11 này, 12 này. Đấy, được 4 tháng. Và Sơn Càn chúng ta cũng có thể xây được vào tháng 2, 3, 7, 9, 2 này, 3 này, 7 này, 9 này, 11 này, 12. Đó. Tiếp theo là gì? Sơn Hợi. Sơn Hợi chúng ta có thể xây được tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 7 này, tháng 9 này và tháng 12. Đấy, đấy là toàn bộ những cái hướng nhà mà đây tôi đã chọn tháng xây nhà cho quý vị để được cắt lợi nhất. Như vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn là gì? Thứ nhất là cái người tuổi sinh năm 1944 là tuổi Giáp Thân có xây được nhà hay không? Thứ hai là gì? Mượn tuổi động thổ thì mượn tuổi nào? Thứ ba là gì? Hướng nào tốt, hướng nào xấu? Và xây nhà thì xây vào tháng mấy? Tôi đã cho từng hướng được rồi, quý vị hoàn toàn thể lựa chọn cho mình một cái tháng để quý vị xây được cát lành nhất. Tiếp theo là vấn đề chọn hướng cổng, hướng cửa. Vì những người tuổi Giáp Thân đúng không ạ, là thuộc cung mệnh là cung khôn. Vì vậy hướng cửa, hướng ban thờ, hướng cổng, hướng phòng khách thì quý vị nên chọn là hướng dần. Đúng không ạ? Hướng dần để được sinh khí và được quan quý. Đấy. Nó sẽ vào hướng đông bắc, tọa độ từ khoảng 53,5 độ. 53,5 độ đến 66 độ, 66 độ quý vị chọn không đấy là chắc ăn nhất. Thứ hai hướng phòng bếp thì chọn nên chọn hướng đinh, nó rơi vào lục sát, khốc chấp, nó thuộc hướng chính gần chính nam ấy. Phòng vệ sinh hố ga thì nên đặt ở sân nhâm. Sân nhâm nó rơi vào ôn hoàng tuyệt mệnh đấy, nó cung chính bắc, hoặc là sân quý thì rơi vào tuyệt mệnh và trường mệnh nó là chính bắc. Đấy. Thì quý vị có thể là chọn những hướng đó để chúng ta đặt bếp, đặt nhà vệ sinh, đặt hướng cổng, hướng cửa để cho được cát lợi nhất. Đấy. Trên đây là những chia sẻ của tôi về toàn bộ về cái tuổi xây nhà trong cho người tuổi Giáp Thân năm 2022 nhâm dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video tiếp theo từ tôi. Xin cảm ơn.